Anh quay xong quá không đấy? Thôi cũng thoải mái đi, anh không có vấn đề gì đâu. Dạ. Công bố giá không anh? Giá thôi. Bỏ cái giá đi. Không nữa đâu anh. Mày hỏi trước. Còn quay đi, quay up thoải mái, không vấn đề gì, nhưng mà giá đi, bỏ đi cho anh. Cơ bản là công bố giá được thì nó sẽ dễ bán hơn. Và nhưng mà thật sự là cũng nhiều khi là nhiều anh em không thích công bố giá. Có nhiều lý do cái này nhưng bây giờ anh không muốn là công bố giá ra, nhiều khi bảo đắt rẻ thì nhiều người anh em bạn bè biết thì lại bảo thế nọ thế kia. Xin kính chào tất cả các bác. Lâu lắm rồi mới lại được đi mua xe các bạn. Hôm nay là em sẽ xuống Hà Nội và sẽ mua cái con đi xem thôi, không biết là mua được hay không. Con Fadi một chủ từ mới. Nhưng mà bác ấy bảo là chạy 8 vạn rồi. Xuống để xem đã, không biết mua được hay không các bạn. Hôm nay lại đi trên con Fortuner mới mua được này. Con này để làm công vụ nhưng mà hơi hốc xăng nhiều các bạn. Đi ngày mà hơn triệu tiền xăng. Ok, bắt đầu di chuyển nhé. Còn mấy trăm mét là đến rồi các bạn, nhưng mà bị tắc rồi. Không biết bao giờ mới đi qua được đây. Tắc cứng rồi, đường thì bé em nhiều xe thế, đúng là Hà Nội thật. Ngay gần bờ sông, đây gần thuộc đường Bạch Đằng. Đầy xe đây rồi các bác. Nhưng mà bây giờ phải tìm cái chỗ nào rộng rộng để mà xem xe được. Chưa xin phép bác đấy quay được hay không ấy. Tí xuống để em xin phép đó nhá. Phải đi lòng vòng. Đấy, đi vào trong cái quán này ngồi. Dạ. Có thì bọn em xem xe luôn nhá. Ừ, tôi xem. Đây chìa khóa. Đây xe đây các bác. Xem cái kính trước đi nhỉ. Đây, kính lớp 19. Anh đỗ nhờ em đi được. Tí nữa tôi em bảo. Khoảng mấy phút thôi, xong rồi anh. Xem nhanh Hùng. Kính 19 này. Xem kính lái. Đấy, kính lái cũng thế. Ok, kính gì hết vậy em ơi? Ừ. Kính là đến hết rồi. Hôm nay có chân tay si này. Bạn Plus các bạn. Anh làm về cái gì? Anh làm về xây dựng. Xây dựng. Xe này chắc để vợ đi ạ. Ừ. Lốp. Đấy, thay được quả lốp là ngon này. Chỉ sợ chưa thay đâu. 8 vạn rưỡi các bạn. Đây. Giả lốp năm 2022. Đấy. Ốc cà bồ này. Những cái này thì không tránh được. Ai đi cũng bị. Đấy, mà em nhìn cái phần nhựa thì em sẽ biết là nó cái phần nhựa thì hầu hết là nó cũng cho vậy. Ví dụ như cái này trước sát thì anh máy móc zin. Hàng A chính đi con Fadi này ngon hơn mấy con khác. Đấy, nói trước trước. Xem cái cốp này. Cốp này thì ok. Không có gì cả. Nổ máy cái Hùng. Ngay cả cái ác quy anh vừa mới thay mà. Vâng. Xe móc quy rồi biết. Đấy, 18 tháng 4 anh thay tốt về không em vẫn phải thay. Đấy,
Đèn đó thì ổn rồi. Đèn lên quả đèn này bi V30L. Vâng. Của X-Line. Anh cao thì anh đến 1m9 không? 1m87. 87. Nói chung máy móc thì kiểm tra kỹ. Anh nghĩ là có gì đâu nói thế thôi. Vâng. Con này nếu mà con nào đi nhiều nó chỉ kêu ở cái dây đai ở cái hộp số thôi. Nó chạy cái dây. Km thì nó vâng. Nhiều người cứ bảo là đi tour chứ, nhưng mà thì ra vấn đề có gì thì mình bảo đấy, mình đi tour thì bọn em cũng kiểm tra được mà. Và đi tắt máy biết ngay, với cả bảo dưỡng hãng của anh là không được sửa hãng. Vâng. Tầm 8 vạn thì vẫn bình thường. Thực ra nhu cầu là mình sửa xe. Vâng, anh lên con gì anh? Lấy con Xbox. À. Đây là thực ra con này đi vẫn ổn, mỗi tội nó hơi chật. Đi phố lại hợp lý. Đi phố thì hợp lý. Hợp lý. Đi xa thì nó mỏi tí. Nhưng mà đi nhiều khi đồ đoàn các thứ để nó hơi bất tiện. Vâng. Thì nó cũng ổn. Nó lành mà. Mỗi thay dầu thôi. Vâng. Con này về cơ bản là cũng đẹp, được dàn lốp. Anh mà chưa thay thì về em lại mất tiền thay. Dàn lốp này anh thay lốp mà thì cái lim là cũng là rất mua đấy. Vâng. Đây nội thất vẫn khá tươi. Bản Plus. Lốp dân chủ. Thường nếu mà cái thông số này nó chỉ khoảng 2 triệu. Lốp hãng mà vừa đắt mà đi nó không ngon bằng lốp này. Đúng rồi, lốp hãng thì nó đắt thật, nhưng mà mỗi tội là đi nó ổn, nó không như cái lốp như cái Lin này đi. Đang hết đăng kiểm, anh để hết đăng kiểm anh đi luôn. Đến cái này anh ra hạn 6 tháng. Gia hạn sau mình vẫn phải nó vẫn thu chi thu. Đợt nó có gia hạn nên anh gia hạn luôn. Vâng. Chứ đi không đăng kiểm ra công an. Đèn này độ do họ lắp không khít mới làm đi cái keo hơi xấu. Ừ, cái keo. Đợt đấy là độ đời nhưng mà cơ bản cứ không nước nó không vào được. Không thấy nước gì đâu. À, không bị hấp hơi gì đâu. Không bị hấp. Có mặt là cái nó làm phiền chứ hay nó hơi kém. Vâng. Anh độ từ đời đầu thì khi lấy cái về độ luôn bởi vì đèn con này đi tối. Đi tối. Con này tối. Rồi độ bi gầm. Độ bi gầm xong một tuần sau này lên luôn bi pha. Vâng. Bình ắc quy mới rồi này. Ắc quy mới thay. Ắc quy mới. Xem thế thôi chứ Hùng. Thôi đi thằng kia uống nước này xong nóng bàn việc. Rồi. Xe này phải đánh đi chỗ khác không? Anh bảo xe này em đỗ hơi nắng một tí, em đỗ sang bên cạnh cái chỗ con Raptor đó kia được không? Đỗ dọc thẳng à được. Đỗ dọc thẳng con Raptor kia được không? Được. Con 8 vạn rưỡi xịn nha các bác nha, full lịch sử hãng. Cam kết không tua. Cái này bọn em lại phải đi đăng kiểm lại thôi, cái này chỉ để đi đường về thôi. Vẫn phải khám lại, đi khám. Để cho ông mua sau có lợi tí. Cái này ngày xưa là anh mua thẳng chứ có vay ngân hàng không? Ngày xưa á? Vâng. Từ 2019 là giờ đấy là bỏ cho anh trả hết luôn. Trả phải có cái giấy giải chấp của ngân hàng. Giải chấp ngân hàng á? Chứ anh còn không biết làm vay tách đấy. Thế thì sau là anh gửi cho em được không? Thì sau được. Anh tìm lại. Hay báo ngân hàng người ta ghi lại cho mình. Cái tech nó lại vướng nhiều không lại vướng vấn gì nhỉ, cái thẻ tín dụng nó cứ cấp cho ấy. Không phải mình không dùng xong là như hôm nọ trên Thái Nguyên bị xong là gửi xuống hội sở dưới này. Cứ một tuần sau mới được. Đấy là giấy tờ xe này. Còn đây là ký kết hôn. Cái công dân. Cái hôn này. Bản gốc. Cái công dân. Đấy thì như hôm trước em trao đổi với anh thì xe xuống thì từ cơ bản là đẹp. Chắc chắn là để cái tuốt ta lại thì nó gần như là không thể tránh được đường thôi. Hôm nay sẽ có xe đổi với các dữ liệu với lại nó đang kiểm đăng kiểm. Đăng kiểm con này cả khi chung yêu cầu nó khoảng tầm 3 triệu. Đấy thì hôm trước là... Thực ra cái vấn đề đăng kiểm thì nó có... giấy tờ đâu có hết rồi đúng không? Có chi phí nó có nhà nước người ta cũng đã quy định hết rồi. Đấy thì khoản đăng kiểm đấy khoảng 3 triệu.
Thật ra bây giờ như này, cái giá anh mong muốn ấy, thì như em nói ấy, là anh mong muốn là giá bao giờ cũng thế, mình là người bán, giá là cao nhất, đúng không? Em là mua em muốn rẻ nhất. Ừ, không, đúng không rồi. Thì mình cũng phải nói với nhau là vấn đề nó là như thế, chứ không phải là bây giờ lại bảo là cũng phải rào trước đó sau làm gì, có gì thì anh nói thế thôi. Thì em mong muốn là mua với giá thấp, thì anh mong muốn là mua bán giá cao, đúng không? Thì em xem cân đối lại về cái vấn đề giá. Mất công xuống đây rồi mà anh thì cũng thực ra vấn đề là con này thì anh vẫn chạy vẫn ổn, em xem xe rồi cũng chả phải âm hay gì đấy thì nó cũng lộ ra hết, đúng không? Có gì thì anh nói cái giả xe thì em không ý kiến gì cả, cái giả xe thì anh nói là vấn đề về chi phí, vấn đề đăng kiểm thì đúng là về em phải làm, nó chưa kể là giấy tờ để thủ tục sang tên, cái đấy thì em sẽ phải cân đối lại thôi. Bởi vì tất cả những cái tin nó có đều có bar em hết rồi, chứ nó không phải là mình phải thế nào không phải biện ra được. Ừ, đấy. Đấy không có thì thôi thì để cả hai anh em thoải mái. Thì em lên cái giá thấp trước. Bởi vì về con này em làm thì chỉ bây giờ em mới bán được. Ờ nhảy anh thì thôi thì anh mong muốn là bây giờ vợ chồng thống nhất rồi là nếu mà bán cho bên em ấy, thì anh muốn bán, đấy là anh đưa một số thì bên em cân đối lại, cân nhắc lại xem có được hành hay không và báo lại cho anh. Vâng, về cơ bản thì như nó mất đăng kiểm, về đăng kiểm, cái phí đăng kiểm rất nhiều, con này nặng nhất là cái phí đăng kiểm. Còn đi mua thì bọn em cũng xác định là kiểu gì thì kiểu xe kể cả xe lướt hay không, kể cả như con 2022 bọn em xác định là sẽ mất một vài triệu để làm đẹp. Đấy, nhưng mà con này thì ra con này bảo hiểm đấy, có tất cả những thứ gì có bảo hiểm, nhưng con này sợ nó đủ đèn chắc bên bảo hành thôi, bảo hành không có bảo hành thôi. Bảo hành thì nó chỉ bảo hành cái phần cái nó ví dụ phần đèn thì nó sẽ chắc có bảo hành, đúng rồi. Thế còn về can thiệp về thống điện là khả năng nó thế còn về sửa chữa về các cái thì cái voucher thì em biết voucher của VinFast ấy, bây giờ nó cho áp vào 3 triệu rồi và anh kích hoạt. Mà bên rất hay nha, mình cứ ra thay dầu nước là họ tự kiểm gần vậy cho luôn. Ừ thì anh kích hoạt luôn cái voucher vào xe này rồi. Thì chỉ có đưa số khung số máy ra thì em thay sửa chữa các thứ thì cũng nói trừ luôn tiền để vào đấy. À, trừ dần. Có 3 triệu rồi. Ừ. Đúng rồi. Đấy thì anh cũng nói luôn là như thế. Đây có anh cũng chả nói dối làm gì, nó gửi. Lấy thôi Hùng, nào xuống rồi. Nó gửi cho anh về vào mail đây thì anh cũng chả nói dối làm gì, vì mình, thực ra em biết là chính chủ thì mới được gửi, chứ không phải là nếu mà mình mua đi mua lại thì có trong anh bảo này chắc là chuẩn rồi. Thì đại loại là chính chủ thì em cứ xem voucher thì chính chủ thì mới được, chứ không phải là mua đi bán lại thì chắc chắn là không được áp cái voucher thì vào xe đâu. Bây giờ nó có bảo hiểm đấy thì bọn em cũng có thể bảo hiểm để... Của anh có bảo hiểm tân bỏ, anh mua đến đến tháng 1 năm 2025 thôi. Vâng, đấy em cũng xem ở trong cái tờ kia có cái photo của bảo hiểm. Ừ đấy, trong này có hết mà. Nói chung là đi xe gia đình nên là mình cũng làm đầy đủ hết, không phải... Đấy thì anh dám mong muốn là như thế. Thì bên em cân nhắc vấn đề đấy thì ra nhà anh thống nhất với cả trước hai vợ chồng rồi, để bạn này sẽ đi xe này thì thực ra hai vợ chồng cũng mua từ cái đời từ 2019 đấy. Ra là con này nó được cái nào rất là giữ giá đấy. Ừ, đấy giữ giá rất là anh tốt đấy. Nói luôn là từ năm khi rồi mà... nó ra thì cũng đợt đấy đặt xe là không có xe, nhưng mãi tận gần Tết rồi nó mới có lô thì bây giờ mình mới lấy. Thành ra là chúng ta thống nhất về giá rổ thì hai vợ chồng thống nhất về giá là như thế. Chứ anh làm ở trong ngay trong kho này thôi. Đấy anh cũng nói là cái ý tưởng là như thế, hai vợ chồng có gì thì anh nói luôn cho em về. Thì cả phim viết cách nhiệt thì em cũng ở xem loại phim em cũng thừa biết. Trong cái tờ à, trong, anh cái dán trong hãng luôn à? Không, cái của cái ông IRD làm gì của hãng. Đấy thì cho em xem chụp lại căn cước với đấy thế để anh gọi vừa anh ra anh tổng căn cước nhá. Giao đồ của em là dùng cả số rồi đấy. Vâng, để anh gọi vừa anh này. Ôi, hùng lũ đổ. Anh ngồi ở cái hàng nước ở bên tay phải chỗ kho của em. Xong rồi. Không cần cất của anh. Còn cái mà giấy mà em bảo giải chấp ngân hàng thì để sau em về anh tìm.
Dạ. Thực ra vấn đề là ngân hàng nó giải chấp cho thì mình mới lấy được cái đăng ký xe giá. Cơ bản là nó như thế, nhưng mà trên ngân hàng thì nó chỉ xóa được trên hệ thống ngân hàng thôi, nó sẽ không xóa được trên hệ thống của bên công an. Bên công an đấy là phải có cái bản cứng. Thì khi này sau này bọn em mới rút được hồ sơ. Đấy là sau này 1 năm hay 2 năm ấy thì anh giả hết toàn bộ. Có sao bọn em đi rút hồ sơ mà cái giấy đấy là mệt hết đấy. Kết bạn với anh xong anh mới gửi cho anh. Thực ra vấn đề anh tìm đến bên em ấy thì cũng là từ xem cái trên video YouTube. Đợt chỗ ông Cường ấy, đúng không? Hay quay. Mỗi anh em có một kênh mà. Bọn em có kênh hôm nay video hôm nay quay lên thì cũng về up lên kênh. Anh quay xong quá không đấy? Thôi cũng thoải mái đi, anh không có vấn đề gì đâu. Dạ. Được công bố giá không anh? Giá thôi. Bỏ cái giá đi. Không biết đâu anh. Không phải hỏi trước. Bỏ quay đi, quay up thoải mái, không vấn đề gì, nhưng mà giá đi, bỏ đi cho anh. Cơ bản là công bố giá được thì nó sẽ dễ bán hơn. Và nhưng mà thật sự là cũng nhiều khi là nhiều anh em không thích công bố giá. Có nhiều lý do cái này nhưng còn nếu mà được thì bọn em vẫn công bố giá bình thường. Anh xem có thể là anh xem rất nhiều video mà em công bố giá đi mua. Bây giờ anh không muốn là công bố giá ra nhiều khi bảo đắt rẻ thì nhiều người ví dụ anh em bạn bè biết thì lại bảo thế nọ thế kia. Anh xin số điện thoại 094. Cái chìa này thì chưa dùng lần nào. Anh chìa anh bọc cẩn thận nhé. Thường người ta chỉ bọc một chìa thôi, xong một chìa người ta để nhà. Thì chìa này anh để nhà mà. Rồi, những cái này là cũng bọc chìa này là bằng ID, cái bằng da. Thì là ID. Bọc cả vỏ hay chìa là cẩn thận. Con này hồi xưa mình về cái đời đầu cũng đổ nhiều. La răng la rưỡi anh cũng quay hết mà. Dạ. Gọi xe mình chăm xe. Bảo dưỡng ép về em có thể tra bảo dưỡng cửa hàng. Dạ. Có gì anh nói thế thôi, thì anh có khi anh mang thì nhà anh ngay ở xưởng mà ở chỗ Vin Ocean Park có cái showroom của bên máy này Vin anh toàn vứt xe ra đấy để cho các bạn ấy xử lý thôi. Bảo chị Thảo á? Anh đỗ xe ở đấy thì là chắc là nó ngó ra nó nhìn thấy. Đấy thì chưa ăn cơm hay ăn cơm đây cho em công nước thôi. Không cần đâu ạ. Em vào luôn. Ăn cơm đúng không? Chị có phải cái gì đâu rồi chị ký luôn. Xong rồi đi ăn thì là gì đó. Trước đã xin đến muộn đến tháng này 9 giờ chị mới đến. Các bạn ra xong rồi thì anh ngồi em chờ đây để đi. Anh đặt trang có mua nhanh bán nhanh. Anh hỏi một cái là chưa cái giải chấp của ngân hàng ấy, đấy là mình vẫn còn giữ à? Giải chấp xong rồi thì mình còn giữ được. Không, bây em phải cần bật câu nào chị xin cái. Bây giờ cái chị được lấy đăng ký rồi thì là sao mà không có công an cần để sau rút hồ sơ nó cần cái đấy. Bởi vì khi mà mình lấy cái kia nó chỉ xóa được cái gì thì để chị cái giải chấp bản cứng của ngân hàng. Bây giờ liên hệ ngân hàng để xin cái tờ giải chấp đúng không? Đúng. Bởi vì khả năng là chị nghĩ là lấy từ cái kia có khi nó có đưa chị cũng sẽ bỏ đi rồi. Dạ. Chị ạ, chị ký ạ. Vâng, cái đấy em đang chưa được hết rồi. Cái nữa là anh hỏi chị là... Chị ký đây. Thì anh ký trước không? Vâng, cả anh với chị ký luôn. Cái biển số ấy thì là bây giờ là... Và em rút là... Và em rút là... Rút là... Thế là em về biển tính danh của anh. Chị đã rồi đúng không? Đợi anh ký xong rồi em để các nước chụp. Chụp anh. Anh đọc chưa nó còn sống rồi. Nợ 1 tỷ. Em còn chưa viết xong sợ giấy vay nợ. Giấy vay nợ 1 tỷ. Thôi anh tự chủ động nhé. Đây, tí anh đọc nữa. Rồi ok. Đây là đến đây xong anh chụp cho em. Đằng nào chẳng phải mỗi bên mua bản đúng không? Bảo dưỡng các thứ là toàn vào hãng làm chứ không ở ngoài làm. Mà chưa đến kỳ bảo dưỡng, ông ấy đã đi bảo dưỡng rồi. Xong đi ra hãng người ta bảo là anh ấy chưa đến kỳ bảo dưỡng đâu. Anh mang xe về đi. Cái này xong hết rồi là chuyển khoản cho anh chưa? Đây. Đấy, cái đoạn quan trọng nhất phải quên. Chuyển khoản cho chị sao lại chuyển khoản cho anh? Ừ, cho ai được thì cho em cho ba quét phần. Cho ai chả được. Không có chị ở đây là chuyển khoản là anh được nhận đấy. Không có chị ở đây đi mua xe anh thế cứ có cả hai vợ chồng nghĩ rằng chuyển khoản cho vợ. Không giống mình nhỉ.
bảo là anh đi mua xe này vừa được xe còn vừa được tiền. Tóm lại chả có ai tự nhiên lại đi báo cái số mà lấy ra mình nhận tiền của mình, đúng không? Mình phải nói dối, đúng không? Khổ con trai khổ thế. Đây anh chụp lại em. Chưa? Đấy. Đấy, em đang chuyển. Chụp thoải mái đi, yên tâm. Rồi, thế đã thanh toán người ký tá hết các kiểu rồi. Đây, chị nhận được. Em. Chị nhận được. Nhanh lắm, bây giờ thì nhanh lắm. Đây còn mạnh thì nhanh. Em không thích rồi. Chị cứ tưởng là cái việc mua bán xe này cũng phải đi ra công chứng. Rằng, anh em nghĩ là phải ra công chứng. Sau em đi làm. Sau bọn em làm. Không bởi ở lại rong nhau với anh chị ra mệt người. Nữa. Cơ bản sau bọn em lại ví, bán ví dụ sao có công chứng, bọn em sau lại phải công chứng lại một lần. Mất hai lần. Đúng rồi. Phải nối lại. Khi nào em bán cho người khác thì chị mới phải đi ra công chứng. Không. Ví dụ có người cầm cái hợp đồng vào tận nhà là nhờ anh chị ký là anh chị ký của em. Em sẽ đến trước anh bảo là anh ký cho em một chứng. Sẽ có người cầm ở đấy. Đấy, hôm trước anh cũng bảo là chắc là phải đi ra đấy thì để cho hai đỡ mất hai lần phí công chứng, đúng không? Dạ vâng. Cái đấy em cầm tí, cầm xe. Xuất hiện có 5 phút nhận tiền xong lại đi luôn. À, nhận rồi vâng. Dạ rồi. Chụp cột nó khác. Đấy, thế là anh mất xe đi rồi. Tiền thì không được nhận, xe thì mất. Bác còn đồ gì trong xe không tìm ạ? Cầm từ ra đồ thì hôm qua thì hôm qua. Đấy em thấy có một cái cặp. Cặp à, có cái láp, quên. Cái láp đấy. Em muốn laptop anh có bán luôn rồi. Vâng, cái láp đấy là láp công nghiệp. Gói bọn em cũng gửi xuống nhưng mà nếu anh quên cái gì đấy thì bọn em gửi xuống. Chưa có. Thế nhá, anh bàn giao hết lại hết cho em nhá. Dạ vâng. Một giấy tờ các thứ. Rồi ok. Chỉ cái giấy giải chấp về bác xin em. Rồi, vậy anh sẽ hỏi xem để tìm lại vì từ hồi đấy là ngân hàng có cái giấy kẹp với cả cái đăng ký này. Anh cứ tìm lại mà không thấy thì anh liên hệ ngân hàng xin cho em. Ngân hàng người ta có trách nhiệm cấp lại cho mình rồi. In ký cái xong. Các bạn nó có cái dấu đỏ ở đấy để có bên công an thì cứ cái đấy gửi bản scan được đúng không? Không cần thiết. Phải bản gốc. Bản gốc được. Cái giấy đấy thực ra nó thật giả. Ra đấy là họ cấp cho ngài. Được rồi, cái đấy thì anh đưa ra để em bảo chị xem là có bên ngân hàng. Vâng, rõ rồi. Có khi anh em bọn em cũng xin phép thôi. Thôi. Cùng ra thì cũng nhanh, có 30 phút tôi có việc với em. Anh ra xem còn đồ gì ở xe thì chỉ luôn. Ok. Hôm nay rất là đông xe luôn, tắc. Mà hôm nay ông Putin sang nữa nên là đi trên phố tắc lắm, nhiều đường cấm. Xe dồn nhiều. Mãi mới xuống đến nơi. Em Hùng đang lái Fadin đằng sau rồi các bạn. Em di chuyển về đã nhá. Ngoài đường rất nhiều xe chở hàng luôn các bác. Lại tắc rồi. Rồi em xin phép kết thúc cái video để mua Fadin ở đây nhé các bác nhé. Em đi về đã. Bây giờ mấy giờ nhỉ? 11:41 rồi. Chắc ra ngoài tìm quán cơm ăn cơm xong mới về các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.